El Gigante là bức tượng moai lớn nhất được tìm thấy trên đảo Phục Sinh. Nó nằm gần mỏ đá Rano Raraku, trong một miệng núi lửa trên bờ biển phía đông nam của hòn đảo. Và ngay cả khi ở trạng thái chưa hoàn thành, nó vẫn sở hữu kích thước vô cùng to lớn. Theo ước tính của các chuyên gia, nếu El Gigante được hoàn thành, nó sẽ cao tới 22m và nặng tới 182 tấn. Nhưng trên thực tế, nó chưa bao giờ được đưa ra khỏi mỏ đá và được dựng lên như những bức tượng khác. Trước khi khám phá sâu hơn về bức tượng, bạn cần biết thông tin thú vị về Moai trước đã. Moai là gì? Moai là những bức tượng hình người được làm bằng đá nguyên khối trên đảo Phục Sinh. Chúng được chạm khắc bởi người Rapa Nui từ năm 1250 đến năm 1500 sau Công Nguyên. Hàng trăm Moai trong số này đã được chạm khắc và được đặt trên các nền đá khác nhau xung quanh ngoại vi của hòn đảo. Một nửa trong số đó vẫn còn hiện diện. Những bức tượng nguyên khối này được làm từ đá núi lửa. Lúc đầu, hình người được phác thảo trên vách đá, rồi được đục đẽo cẩn thận, và sau đó chúng sẽ được tách ra. Đặc điểm của các bức tượng này là chúng thường mang tính cách điệu cao, nhưng lại thể hiện mức độ đồng nhất đến mức đáng kinh ngạc. Những cái đầu to quá mức của những bức tượng thường có chiếc mũi thon dài và đôi lông mày rậm, đôi môi nhô ra giống như đang biểu môi. Ưu tai của những bức tượng bằng đá nguyên khối thuôn dài giống như chiếc mũi. Bàn tay có những ngón tay mảnh mài nằm dọc theo đỉnh của hông. Mặc dù Moai là những bức tượng có sự hiện diện của toàn bộ những phần trên cơ thể của con người, nhưng chúng thường được gọi là đầu đảo Phục Sinh. Nguyên nhân chủ yếu là do kích thước không cân xứng giữa đầu và những phần còn lại của bức tượng. Ngoài ra, các bức tượng thường được chôn sâu xuống đất và chỉ có phần đầu là có thể nhìn thấy được. Theo một số nhà khảo cổ học, những hình người bằng đá nguyên khối này tượng trưng cho linh hồn của các thủ lĩnh cấp cao và tổ tiên của những người từng sống trên đảo Phục Sinh thuở sơ khai. Các bức tượng này được biết đến là biểu tượng của quyền lực, cả về khía cạnh chính trị lẫn tôn giáo. Những bức tượng cũng được cho là có nhiều công dụng thiết thực khác. Một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2019 đã kết luận rằng, theo niềm tin của những người xây dựng chúng, việc khai thác đá và điêu khắc Moai sẽ giúp tăng cường độ phì nhiêu của đất và do đó tăng nguồn cung cấp thực phẩm cho những người dân trên đảo. Dù những bức tượng Moai có kích thước khổng lồ, nhưng chúng vẫn còn nhỏ hơn đáng kể nếu so với El Gigante. Bức tượng khổng lồ này cao hơn khoảng 6 lần so với những bức tượng Moai trung bình. El Gigante. Bức tượng El Gigante được bỏ lại giữa chừng là một điều đáng tiếc. Công sức bỏ ra để thực hiện đến giai đoạn này là không hề nhỏ. Nhiều giả thuyết đã được đặt ra để giải thích cho hiện tượng này. Thứ nhất, thực ra nó đã hoàn thành. Việc bức tượng không được tách ra khỏi hòn đá lớn là có chủ ý. Rất có thể El Gigante khổng lồ biểu trưng một ý nghĩa nào đó, một thứ đặc biệt hơn so với các bức tượng Moai khác. Thứ hai, người tạc bức tượng đã nhìn thấy tạp chất bất thường trong đá, vì vậy nó không đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện. Thứ ba, và cũng là giả thuyết gây nhiều tò mò nhất, nếu El Gigante được hoàn thành, làm sao di chuyển nó? Họ đã không tính toán được nó nặng cỡ nào, kể cả việc di chuyển bức tượng Moai thông thường chỉ bằng 1/6 so với El Gigante đã là bài toán khó. Với thiết bị thô sơ thời đó, phương án khả dĩ nhất là dùng cây gỗ làm bánh xe và dây thừng buộc vào để lăn đi, nhưng phải cần 150 người hoạt động hết công sức mới thực hiện được điều đó. Vâng, 150 người cho bức tượng trung bình, còn bức tượng gấp 6 lần trọng lượng đó thì phải là 900 người. Chưa kể đến việc các cây gỗ không chịu nổi sức nặng, lượng dây thừng cần đến và cách sắp xếp đội hình cho 900 con người cùng kéo bức tượng. Dù bí ẩn đằng sau lý do El Gigante không được hoàn thành là gì, thì chúng ta, những người được chiêm ngưỡng El Gigante và các bức tượng Moai khác, cũng nên dành sự thán phục cho tổ tiên của mình. Họ đã làm ra những tuyệt tác hùng vĩ vượt thời gian từ hàng ngàn năm trước.